Hôm nay thầy trò mình tiếp tục với cái bài số 50 là bài phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Ở cái bài này thì vừa rồi ta đang phân tích ra được rằng là ta sẽ đã xác định được bài toán là nhập n và đưa các thừa số nguyên tố ra. Ta có hai cách làm, trong đó ta đang đề xuất thuật toán cách 2. Bước 1 là ta nhập n, ta khởi tạo y bằng 2, ta cho y chừng nào y đang còn là ta phóng to ra chút. Chừng nào y bình đang nhỏ hơn n thì nếu n chia hết cho y thì ta đưa y ra, và sau đó ta có n bằng n chia y. Bây giờ ở đây ta có thể sử dụng một cái đối tượng là queue hàng đợi nhé, để làm quen với cái kiểu dữ liệu để lưu trữ. Sau đó ta tăng y lên một đơn vị. Sau vòng lặp while, nếu n vẫn lớn hơn 1 thì chứng tỏ n là một thừa số nguyên tố, ta đưa n ra. Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ bắt đầu với cái bài toán, bài này bài 50 nhé. Các em quan sát ta. Ta khai báo một cái biến n. Ở tiền đây thầy giới thiệu các bạn là sử dụng một cái queue. Các bạn ghi lấy cái thằng này dùng rất hay. Thầy đặt queue là tên nó là biến quy chẳng hạn. Ta làm quen với nó luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm việc với tệp. Bài này là bài 50 mà làm ra để đọc với tham số là std in. Ta ấn Ctrl D để double nó lên. Ta có std out. Các bạn đọc được chứ nhỉ? Ta khai báo một cái queue, nó giống như một cái array, nó là một cái mảng. Như vậy thì ta sau khi nhập số nguyên dương n thì ta sẽ thực hiện công việc là ta khai báo thừa số nguyên tố bé nhất là bằng 2. Thì ta thôi tốt nhất thì ở đây thầy tổ chức nó thành một cái thôi, cứ bước đầu ta cứ làm quen chương trình chính đi. Chừng nào y nhân y nhỏ hơn là bằng n thì thầy thực hiện công việc nếu n chia hết cho y thì chứng tỏ y là ước của n, thì thầy gắn queue.put đẩy cái thằng y vào trong thằng queue. Cái câu lệnh này nó tương đương với câu lệnh là sell thằng y ra, nhưng mà nó khác là nó đẩy nó vào trong queue rồi. Vậy ngược lại, sau khi thực hiện xong thằng trên thì ta cần phải giá trị n trong vòng lặp mới bằng n chia cho y giữa toán tử và toán hạng, gõ cách ra cho nó đẹp. Ngược lại, ta tăng y lên một đơn vị. Sau vòng lặp while này, cái ta thu được là nếu thằng n của mình còn lớn hơn 1 thì điều đó chứng tỏ trong n có một số nguyên tố. Vậy thì ta put nốt cái số nguyên tố này vào. Được chưa? Put là đẩy nó vào, đẩy nó vào trong hộp. Giống như đút cái quả cầu lông vào trong hộp đựng cầu lông ấy. Tới đây các bạn nhớ nha. Sau như vậy thì bước 1 ta thực hiện nhập n, bước 2 khởi tạo y bằng 2 là thừa số nguyên tố bé nhất. Chừng nào y bình nhỏ n thì nếu n chết to cho y, ta đẩy y vào trong queue. Nếu do đó thì n còn lại bằng n chia cho y. Ngược lại thì ta tăng y lên một đơn vị như giải thuật đã phân tích. Sau vòng lặp này, nếu n vẫn lớn hơn 1 thì điều đó chứng tỏ n đang chứa một số nguyên tố, ta đẩy nốt thằng n vào trong queue. Bây giờ ta thực hiện là đưa kết quả ra. Để đưa kết quả ra thì ta nhận thấy rằng chừng nào thằng Q của thầy chấm empty mà đang còn bằng phô, tức là chừng nào thằng Q của mình đang còn khác rỗng, tức là trong chừng nào Q vẫn còn phần tử, vẫn chứa cái gì trong đấy, thì thầy thực hiện hai việc. Thầy khai báo một cái biến P bằng Q chấm front. Q.front là cái đầu tiên mình đẩy vào trong queue, đó chính là thừa số nguyên tố đầu tiên. Là rỗng, trống rỗng, tức là chừng nào nó đang còn không trống rỗng, tức là chừng nào nó vẫn còn phần tử. Đấy, chừng nào nó đang còn trống rỗng thì ta thực hiện không trống rỗng thì ta, tức là chừng nào trong queue vẫn còn phần tử
thì ta lấy một phần tử ở đầu view ra, lấy phần tử trong view. Sau khi lấy được phần tử ở trong view ra, ta sẽ thực hiện công việc thứ hai, ta đưa phần tử đó ra. Sau đó ta q.pop đi. Vậy ta xóa cái phần tử ở trên đầu view đi. Xóa cái phần tử mình viết ra ở trong view. Như vậy thì ta lần lượt lấy các phần tử trong view ra, cứ lấy một phần tử xong ta sao nó ra, xong ta lại pop nó đi. Sau công việc trên thì ta thu được kết quả của bài toán. Đây dùng nó quen đây, đây là nó giống như cái C cộng cộng K bằng thằng ấy. Rồi bây giờ tới đây thầy thêm một tệp mới. Bài này là bài 50. Các bạn chờ đợi một giây. Có 1001 cách do người suy nghĩ thôi. Do đó mỗi người do người tổ chức. Thông thường đi thi thì không ai làm giống thầy. Thì thông thường đi thi bài thi môn tin không ai làm giống đáp án cả. Bởi vì môn tin nó không có khái niệm giờ đáp án. Nó chỉ có hướng dẫn giải thuật thôi. Đấy, thì các bạn nhận thấy rằng cái giá trị của ta ra được 2255. Như vậy thầy muốn thêm dấu cách, vậy thì khi CL thằng P ra thầy palm cho nó một dấu cách ở giữa. Ấn nút chạy chương trình. Tay phải vẫn cầm chuột, tay trái ấn. Nó hiện ra cửa sổ ấn Enter. Thì khi đó ta thấy rằng số 100. Ta thử số 26 xem nó chạy còn đúng không. Đấy, được chưa? Bây giờ thầy ẩn cái dòng này đi nhá. Để ẩn dòng này thì ta ấn Ctrl Shift C thì nó sẽ ẩn các cái vùng bôi. Để hiện nó ra ta cho bôi đen Ctrl Shift X thì nó hiện lên. Ctrl Shift C là ẩn đi nhá. Bây giờ thì thầy đang thử nếu mà không bỏ cái câu lệnh nếu n lớn hơn 1 xem thừa số nguyên tố đưa ra là cái gì. Đấy, thì nó ra mất số 2, nó thiếu mất số 13 đúng không? Như vậy cái câu lệnh n lớn hơn 1 chức năng chính của nó là để kiểm tra xem nếu trong n vẫn còn một số thì số đó là thừa số nguyên tố lớn nhất. Và nó sẽ đang được lưu ở trong n và ta chưa được đẩy vào trong view. À đúng rồi, giống như ta có một hộp quả cầu lông ấy, ta pop từng quả một vào ấy. Đấy, pop quả nào thì ta lấy cái quả đấy ra. Nên thằng view nó giống như hộp quả cầu lông ấy, các bạn đút vào một đường lấy ra một đường. Pop vào ở đầu trên thì rút ra ở đầu mà cầm cái núm tròn để rút ra đúng không? Có một số cái hộp cầu lông lấy như thế vậy. Hả? Câu lệnh nào? Front là cái thằng đầu của Quill. Ví dụ thằng lấy một cái dãy số như sau. 7 6 5 2 4 3. Đây là n của thầy 1256. Đây thầy có 6 phân tử. Khi thầy put một thằng sử dụng câu lệnh put đi này. Khi thầy put một thằng nào thì gặp thằng số 7 này thì put vào thì quy của thầy sẽ có được số 7. Thì con chọn cron của nó sẽ nằm vào đây. Được chưa? Sau đó thầy gặp số 5 bác thầy put nó vào. À sự gặp số 6 thầy put vào thì số 6 nó nằm ở đây. Gặp số 5 ta put vào nó như này. Gặp số 2 ta put vào. Gặp số 4 ta put vào. Gặp số 3 ta put vào. Như vậy khi ta put nó sẽ theo tới bên này nhé. Còn khi lấy ra thì con chọc ron nó cứ đứng đấy. Nên khi mà có cái câu này là ngắn P hoặc P cho ron thì con chọc P nó chọc ở đây. Thì khi đó nó con chọc P nó đạt số 7. Sau khi xe số 7 ra, được chưa? Sau khi xe số 7 ra thì ta có câu này của P.pop. Câu này phải làm là xóa số 7 đi. Khi xóa số 7 đi thì con chọc ron nó sẽ nhảy sang lần này. Được chưa? Kia tương tự như vậy, vẫn kiểm tra xem quy cho em đi, tức là sẽ check có còn phần tử nào không. Quy cho bro là 6, vậy thì nó lại là p bằng quy cho bro. Có chọn d có thể là chọn sang đây. Nó lại thực hiện công việc xe của p ra. Nó xe được số 6. Sau đó nó quy cho pop, nó lại pop là khác. Thì càng ngày có chọn bro nó nhảy sang đây. Cứ tương tự như vậy, nó sẽ đưa lần lượt có chọn bro tiếp trẻ. Lần lượt như trên. Khi nó chạy về từ đây rồi thì con chọc V bằng Q cho Cron, chọc V ở đây. Mình đưa con chọc 3, đưa số 3 ra. Vừa đưa số 3 ra xong cái thì nó pop một phát nữa. Thì thằng này con chọc Q nhảy ở đây. Thì cái vị trí này tên nó là chấm Q chấm M T. Tức là không có gì cả.
bản chất của thằng Pim nó dùng như thế. Các em cũng tiếp thể đây thầy hướng dẫn sử dụng một kỹ thuật nâng cao rất hay. Tay tranh thủ học đến đâu ta dùng đến đấy luôn. Đấy. Như vậy thì vừa rồi thì thầy hướng dẫn các bạn cách sử dụng Quill để lưu trữ nghiệm. Đây một trong những cái công cụ rất hay và phổ biến được sử dụng. Các em lưu ý nhé. Ngoài chữ bằng bằng phô thì mình có thể thêm, có thể viết lại bằng cách dấu phủ định ở đây, bỏ chữ bằng phô đi. Tức nào là chừng nào quy không rỗng thì lặp lại các công việc này. Được chưa? Cái file này thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo của lớp rồi nhé. Đấy, như vậy thì với cái cách trình bày như trên thì thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán phân tích một số thành tích các cái thừa số nguyên tố. Vậy thì ta có thể lưu thừa số nguyên tố đó vào một mảng một chiều, vào một cái queue hay vào một cái stack. Đấy, là những cái đối tượng mà ta sẽ dùng sau này. Rồi, trên đây là nội dung của cái bài số 50. Hy vọng là các bạn sẽ làm và nộp bài được lên trên hệ thống nhé.